Ngày xưa, con người và tộc rồng cùng chung sống hòa thuận với nhau, nhưng con người ngày càng lớn mạnh. Theo đó là lòng tham trỗi dậy, họ muốn thống trị thế giới, thế là tộc rồng trở thành kẻ thù lớn nhất của họ. Tộc rồng muốn con người dừng lại hành vi ích kỷ này. Nhưng con người lại không nghe lời khuyên nhủ này, ngược lại còn tuyên chiến với tộc rồng. Trận chiến giữa con người và tộc rồng dài đằng đẵng. Một nhà giả kim độc ác đã tạo ra một con quái thú diệt rồng, nhưng đến cả con người cũng không điều khiển được con quái thú này, ngược lại còn bị quái thú ăn thịt. Ban đầu khi chế tạo thức ăn của con quái thú này là tộc rồng, nó bèn truy sát dã man tộc rồng. Nó giết chóc khắp nơi, tộc rồng tổn hại nặng nề đành phải trốn đi. Dần ra vài thế kỷ trôi qua, con người chiếm lĩnh phần lớn đất đai, cũng quên đi chuyện con quái thú giết rồng. Quái thú diệt rồng không tìm thấy rồng, bèn quay trở lại lâu đài của nhà giả kim độc ác, từ đó nó không ra ngoài nữa. Con người cũng quên đi sự tồn tại của nó. Con quái thú còn đang trốn trong tòa lâu đài cổ sâu trong núi. Xin chào mọi người, tôi là Y Long, là một con rồng không biết phun lửa, cũng không biết bay. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, tôi thực sự là không biết bay, cũng không biết phun lửa. Chúng tôi là những con rồng cuối cùng còn tồn tại trên thế giới này. Từ lâu chúng tôi đã trốn trong núi sâu, vì để tránh bị con người phát hiện. Chúng tôi sống ẩn giật, rất ít khi bay. Phun lửa giờ cũng chỉ còn là thú vui tiểu khiển. Nhưng Y Long không cho là như vậy. Cậu cho rằng là rồng thì phải hùng dũng bay lượn trên bầu trời, sống tự do tự tại. Mỗi ngày Y Long chỉ có thể cùng với Yellow đứng trên đỉnh núi nói về tương lai, thi thoảng sẽ đến tìm lão rồng già nhất tộc, nghe cổ lão kể những truyền thuyết xa xưa. Cổ lão nhắc rất nhiều đến đảo Thiên Đường, đó cũng là nơi thích hợp nhất để tộc rồng sinh sống. Nơi đó có bầu trời xanh tuyệt đẹp và môi trường sống hoàn hảo, cũng là nơi mà Y Long luôn hướng đến. Một ngày nọ, tiếng gầm rung động khu tộc rồng, con người sắp tràn vào thung lũng mà tộc rồng đang ẩn nấp. Thủ lĩnh mở cuộc họp định đặt số phận của tộc rồng trong tương lai. Vài người thì bảo tiếp tục đi trốn, sống ẩn giật. Vài người khác lại muốn chiến đấu với con người để bảo vệ lãnh thổ. Thủ lĩnh không đưa ra được quyết định cuối cùng, nói rằng cứ quan sát động tĩnh chỗ con người đã, sau đó quyết định sau. Nghe thủ lĩnh nói vậy, Y Long càng thêm quyết tâm phải tìm bằng được đảo Thiên Đường. Đêm đến Y Long không ngủ được nên quyết định một mình đi tìm đảo Thiên Đường. Yellow không yên tâm nên muốn đi cùng. Vấn đề đầu tiên là làm sao tìm được đường đến đảo Thiên Đường. Y Long thì không biết bay, nó đứng trên vách núi với Yellow, cuối cùng lấy hết dũng khí giang cánh bay. Dù nhiều lần suýt thất bại, nhưng cuối cùng cũng thành công. Đầu tiên là bay tới nơi con người đang sống, muốn tìm tin tức về đảo Thiên Đường. Trên đường trong một nhà kho, họ gặp được con người đầu tiên. Marty là trẻ mồ côi, sống qua ngày bằng cách trộm vặt. Lần trộm này thất bại nên bị người ta truy đuổi, nhếch nhác chạy vào nhà kho, vừa hay gặp được Y Long. Lúc đầu Marty không tin Y Long là một con rồng bay thật sự. Sau khi xác minh thì Marty sốc nặng. Y Long tình cờ nhìn thấy tấm poster đằng sau, tưởng nhầm Marty là kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết cổ xưa, liền bảo Marty dẫn họ tới đảo Thiên Đường. Lúc đầu Marty không muốn đi, nhưng thấy bọn người đuổi theo đã đuổi đến nơi, lập tức quyết định chạy trốn rồi nói. Trên đường đi, Marty nghe Y Long và Yellow nói, đảo Thiên Đường chắc ở bên kia thế giới. Cậu sợ hãi đòi xuống, nhưng họ đang lạc trong rừng sâu. Gặp ba người lùn, người lùn nghe nói họ muốn đi đảo Thiên Đường, liền nói mình biết đảo Thiên Đường ở đâu. Một trong số chúng lén chạy về lâu đài báo tin cho quái thú diệt rồng. Quái thú diệt rồng nghe thấy còn con rồng biết bay còn sống, nó không chần chừ mà ngay lập tức cùng người lùn đi tìm Y Long để ăn thịt. Y Long đang ở trên vách đá cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vào lúc nguy hiểm nhất, Y Long hoảng sợ bỏ chạy cùng Marty và Yellow. Quái thú diệt rồng không bắt được Y Long, nó tức giận phái cương thi chân thon đi bắt bọn Y Long và yêu cầu lũ cương thi chân thon báo cáo hành tung của chúng bất cứ lúc nào. Đám Marty thoát khỏi nguy hiểm tiếp tục lên đường. Y Long bất ngờ gặp một trận bão cát, bị cuốn vào trong bão cát và vô tình rơi vào khu di tích cổ sa mạc. Trong đó họ gặp một con chim lạ. Lúc nguy cấp, Marty bảo Y Long phun lửa để đẩy lùi con chim kia đi, nhưng Y Long không biết phun lửa. Đúng lúc then chốt có một vị giáo sư cứu được họ. Giáo sư là một nhà cổ sinh vật học, đang đi tìm kiếm sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Marty cười nhạo Y Long không biết phun lửa, có phải rồng thật không vậy? Y Long xấu hổ lặng lẽ ra ngoài một mình. Marty nhận ra mình nói thế là sai, cậu tìm Y Long nói chuyện hồi lâu. Mối quan hệ giữa cậu và Y Long được kéo lại gần nhau hơn. Giáo sư vui vẻ nhận họ ở lại. Trong lúc nói chuyện, giáo sư biết Y Long đang đi tìm đảo Thiên Đường trong truyền thuyết, còn nói rằng họ có thể đến chỗ Thiên Nhãn Tinh Linh để hỏi. Người đó đang sống ở một hẻm núi, có thể ông ấy sẽ biết. Còn cho họ một tấm bản đồ và đánh dấu lại những nơi nguy hiểm, còn nói với họ tuyệt đối đừng đi vào những điểm đánh dấu vì chỗ đó rất nguy hiểm. Hôm sau, Marty và Y Long cầm bản đồ lên đường đi tìm Thiên Nhãn Tinh Linh, nhưng vì Marty không biết xem bản đồ, họ đã vòng vèo rất lâu, trải qua rất nhiều nguy hiểm. Một lần đang đi, Yellow bị chim ưng quắp đi. Y Long vì để cứu bạn đã vô tình phun ra một luồng lửa màu xanh đuổi chim ưng đi, thành công cứu được Yellow. Mọi người nhìn thấy Y Long phun ra lửa xanh thì rất thích thú. Sau đó họ tiếp tục lên đường. Dần dần Marty cũng học được cách xem bản đồ, cuối cùng cũng tìm được Thiên Nhãn Tinh Linh. Mặt khác, cương thi chân thon sớm đã báo cáo hành tung của bọn Marty với quái thú diệt rồng. Quái thú diệt rồng cũng đem vũ khí tối tân của mình ra dùng, quyết tâm bắt được đám Y Long. Đám Y Long đang cầu xin Thiên Nhãn Tinh Linh nói cho họ biết đảo Thiên Đường nằm ở đâu. Thiên Nhãn Tinh Linh nói rằng mình không biết đảo Thiên Đường ở đâu, cũng chỉ có thể dùng phép thuật thông qua Marty thử xem có thể tìm thấy gì không. Thiên Nhãn Tinh Linh thi triển phép thuật, Marty nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ thì bắt đầu lảo đảo, còn có dấu hiệu bị chập mạch. Lúc này quái thú diệt rồng xuất hiện muốn bắt bọn Y Long.
họ đã làm thiên nhãn tinh linh nổi giận. Trong lúc chúng vật lộn với nhau, Elong và Yêu Lầu Nhân lúc đó kéo theo Marty chạy thoát. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Elong và Yêu Lầu nhìn thấy Marty dở dở hâm hâm thì cũng không biết làm sao. Yêu Lầu bỗng nhiên nhớ lại trước khi đi, tiến sĩ nói nếu không tìm được thiên nhãn tinh linh, có thể đi tìm chuyên gia về rồng Lola. Elong và Yêu Lầu cầm bản đồ đi tìm Lola. Khó khăn lắm bọn chúng mới đến được hòn đảo nơi Lola đang ở. Người dân trên đảo nhìn thấy rồng bay và Marty thì vô cùng thích thú. Họ chính là những hậu duệ cuối cùng của kỵ sĩ rồng. Lola nhìn thấy Marty thì vô cùng phấn khích, còn đưa họ đến ngôi đền thần của gia tộc. Bà kể lại truyền thuyết về kỵ sĩ rồng và tộc rồng được truyền lại từ thời xa xưa, còn khẳng định đảo Thiên Đường thực sự tồn tại. Nhưng muốn đến đó thì cần có một chiếc chìa khóa, mà chiếc chìa khóa này đang ở đền rồng trên đỉnh Himalaya. Lola gọi lên sức mạnh của đền thần để Marty có thể nhìn thấy đường đi đến đó. Marty, Elong và Yêu Lầu lại lên đường. Trên đường đi họ lại bị quái thú diệt rồng truy đuổi, khó khăn lắm mới cắt đuôi được hắn và tìm được đường vào đền thần. Marty và Elong bước vào ngôi đền trống rỗng, nhìn thấy bức tượng trong đền thì vô cùng thất vọng. Trong này chẳng có gì cả, cậu trách Elong, nói làm gì có đảo Thiên Đường, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, rồi tức giận ra khỏi đền thần. Trên đường đi cậu phát hiện quái thú diệt rồng cũng đuổi được đến đây, và cũng biết được tại sao quái thú diệt rồng lại có thể đánh bại được tộc rồng, bởi vì nó được làm bằng vàng, thế nên không sợ lửa của tộc rồng. Marty ở ngoài đền rất lo cho sự an toàn của Elong, bèn lén quay trở lại. Quái thú diệt rồng đột nhập vào ngôi đền và tìm thấy Elong, nó lập tức nhảy bổ vào Elong. Elong đánh không lại quái thú diệt rồng, một lúc sau đã bị khuất phục dưới chân quái thú diệt rồng. Marty cũng vừa đến, cậu không nghĩ ngợi gì mà lao vào luôn, kết quả là bị bắt cả đôi. Quái thú diệt rồng thích thú nói sẽ cho Marty làm món khai vị, sau đó sẽ ăn đến Elong. Lúc này mắt Elong đột nhiên trắng dã, cơ thể bắt đầu phình ra. Sau đó nó phun ra một luồng lửa màu xanh, ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Rất nhanh quái thú diệt rồng đã tan thành nước. Sau đó Yêu Lầu tìm được chìa khóa vào đảo Thiên Đường, chính là sợi dây chuyền trên cổ quái thú diệt rồng. Chắc đây cũng là chiến lợi phẩm của hắn, nên nó luôn đeo trên cổ. Lấy được chìa khóa, đám Marty thuận lợi mở được cửa đảo Thiên Đường. Trong đó như trốn thế ngoại đào viên, trăm hoa đua nở, trên trời có những con vật đang bay lượn. Nhưng Marty vẫn không vui nổi, vì cậu sắp phải chào tạm biệt Elong. Nhưng nhờ có Elong và Yêu Lầu an ủi, Marty đành chấp nhận sự thật. Sau cùng họ đi vào thung lũng để tìm tộc rồng, thuyết phục họ di cư đến đảo Thiên Đường. Marty cũng trở về sống cùng gia đình giáo sư. Họ yên lặng nhìn tộc rồng và Elong bay xa dần, và còn vẫy tay chào tạm biệt. Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng xin mọi người hãy bỏ điện thoại xuống, đi đến rạp chiếu phim cùng bọn trẻ và cùng nhau hòa mình vào tuổi thơ êm đẹp. Follow Sam Review Phim. Hẹn gặp lại các bạn.